Chiến lược truyền bá tư tưởng chống cộng, cách thức chia sẻ, lan truyền và tiếp cận. Sự thật hay cái bẫy của ý thức hệ? Bạn có bao giờ nghĩ rằng, thế giới hôm nay với ánh sáng rực rỡ của công nghệ và những tiến bộ văn minh, vẫn âm thầm tồn tại những mặt trận chưa bao giờ dừng lại? Một mặt trận không có bom đạn, không có chiến trường rõ ràng, nhưng lại nguy hiểm hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Đó chính là mặt trận tư tưởng, nơi mà tư tưởng chống cộng đang không ngừng lan truyền như một cơn bão ngầm, âm ỉ và dai dẳng. Hãy cùng kênh Sử Việt Aret bước vào một cuộc hành trình cảm xúc và lý trí, để nhìn thẳng vào sự thật, làm thế nào tư tưởng chống cộng được truyền bá. Ai đứng sau nó, và tại sao mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết để bảo vệ lịch sử, bảo vệ sự thật và bảo vệ tương lai của dân tộc mình. Bài viết của Minh Tiến. Chiến lược chống cộng, một chiến dịch được tính toán kỹ lưỡng. Thứ nhất, tư tưởng chống cộng là gì và tại sao nó được đẩy mạnh? Tư tưởng chống cộng không phải là một hiện tượng mới mẻ. Nó xuất hiện ngay từ khi phong trào cộng sản bắt đầu nhen nhóm ở các nước thuộc địa và phát triển thành một thế lực lớn trên toàn cầu trong thế kỷ 20. Chủ nghĩa cộng sản, với lý tưởng giải phóng dân tộc, xóa bỏ áp bức, bóc lột, đã trở thành mục tiêu tấn công của các thế lực tư bản chủ nghĩa. Tư tưởng chống cộng, vì vậy, được xây dựng không chỉ để chống lại một hệ tư tưởng mà còn là công cụ chính trị nhằm bảo vệ lợi ích của những thế lực đang nắm quyền. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và truyền thông, tư tưởng này không còn bị giới hạn trong các chính sách ngoại giao hay quân sự, mà đã lan tỏa mạnh mẽ vào từng ngóc ngách đời sống thông qua các chiến dịch tinh vi. Thứ hai, những cách thức tinh vi để chia sẻ và lan truyền tư tưởng chống cộng. Có 3 cách thức phổ biến như sau. A. Tận dụng truyền thông số, đòn bẩy của thế kỷ 21. Các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok trở thành chiến trường mới của tư tưởng chống cộng. Những chiến dịch này thường sử dụng các phương pháp sau. Sử dụng hình ảnh và câu chuyện gây sốc, các hình ảnh chiến tranh bị cắt ghép, những câu chuyện lịch sử bị bóp méo, được tung lên để tạo cảm giác hoang mang, mất niềm tin. Dựng các nội dung phân tích chuyên sâu, dưới danh nghĩa giải thích lịch sử, họ tạo ra các video, bài viết với nội dung thiên vị, không khách quan, nhằm chỉ trích các chính sách và thành tựu của chủ nghĩa cộng sản. Tối ưu hóa thuật toán, sử dụng từ khóa, hashtag phổ biến để đẩy nội dung lên xu hướng, khiến thông điệp lan rộng hơn. B. Đánh vào tâm lý hoài nghi và bất mãn. Tư tưởng chống cộng thường nhắm vào các đối tượng đang gặp khó khăn, bất mãn với cuộc sống hoặc không hiểu rõ về lịch sử. Họ gieo rắc những câu hỏi đầy tính hoài nghi như: liệu những hy sinh trong chiến tranh có đáng giá? Liệu chính sách hiện tại có thật sự vì dân? Những câu hỏi này, dù không có câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến người nghe dao động, mất niềm tin. C. Tận dụng người có tầm ảnh hưởng. Những người nổi tiếng, đặc biệt là trong giới nghệ thuật, học thuật hoặc các nhà báo lưu vong, thường được chọn làm đại sứ cho tư tưởng chống cộng. Họ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để đưa ra các thông điệp ngầm hoặc công khai chỉ trích chủ nghĩa cộng sản, từ đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong công chúng. Thứ ba, tại sao tư tưởng chống cộng lại nguy hiểm đối với Việt Nam? Tôi cho rằng có 3 mối nguy hại như thế này. Một là xuyên tạc lịch sử, làm mất đi bài học quý giá của dân tộc. Lịch sử Việt Nam là câu chuyện của sự hy sinh, đoàn kết và chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ độc lập, tự do. Tuy nhiên, tư tưởng chống cộng luôn tìm cách bóp méo các sự kiện lịch sử quan trọng, từ đó làm lu mờ những giá trị cốt lõi. Ví dụ, chúng sử dụng thuật ngữ chiến tranh Việt Nam thay cho phải gọi đầy đủ, chuẩn xác và đúng bản chất là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược hoặc là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Cũng từ cuộc chiến này, thay vì nhìn nhận đây là cuộc chiến chống xâm lược, thì chúng lại miêu tả đó là một cuộc chiến ý thức hệ vô nghĩa, gây chia rẽ dân tộc. Một ví dụ nữa là, về thành tựu kinh tế, xã hội, những thành tựu của đất nước sau đổi mới bị xem nhẹ, hoặc bị phóng đại các khó khăn để tạo cảm giác tiêu cực cho người nghe, nhất là những người không có đủ điều kiện để kiểm chứng thông tin thật giả, đặc biệt là những người hải ngoại xa xôi, lâu lắm chưa có điều kiện về quê hương, thì điều đó càng dễ nghe, dễ chấp nhận và quy chụp cho là sự thật. Nguy hiểm thứ hai đối với Việt Nam là gây chia rẽ trong nội bộ dân tộc. Một trong những mục tiêu chính của tư tưởng chống cộng là làm mất đi sự đoàn kết. Chúng tìm cách phân hóa giữa các thế hệ, các tầng lớp xã hội,
khiến người dân mất niềm tin vào chính quyền và vào chính tương lai của mình. Chúng kích động giữa các tôn giáo này với các tôn giáo kia, chúng chia rẽ giữa những người bên lương và người bên đạo. Chúng kích động ở những nơi vùng sâu vùng xa, còn lạc hậu của đất nước. Ba là, nguy hiểm đối với Việt Nam khi tư tưởng chống cộng sẽ tạo môi trường bất ổn tư tưởng cho giới trẻ. Giới trẻ là mục tiêu chính của các chiến dịch chống cộng. Những nội dung mang tính giải trí, tưởng chừng vô hại, nhưng lại được cài cắm thông điệp chống đối, khiến giới trẻ dễ bị ảnh hưởng và mất phương hướng. Chúng đánh vào nhận thức còn non nớt chưa trưởng thành của các em học sinh, sinh viên. Chúng gieo rắc những ảo tưởng hão huyền cho giới trẻ, từ đó chúng dắt mũi những người này chống phá nhà nước, biểu tình, tuần hành, tiến tới cách mạng màu. Thứ 4. Vậy làm thế nào để bảo vệ tư tưởng của dân tộc? Trong bối cảnh tư tưởng chống cộng ngày càng lan truyền mạnh mẽ, việc bảo vệ tư tưởng của dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của chính quyền mà còn của từng cá nhân trong xã hội. Tôi mạnh dạn đề xuất 3 giải pháp cụ thể như sau. Nếu bạn còn ý kiến khác, hãy để lại bình luận nhé. Giải pháp thứ nhất, tăng cường giáo dục lịch sử chân thực, thực tế và toàn diện. Hiểu rõ lịch sử dân tộc là chìa khóa để chống lại sự xuyên tạc và bóp méo từ các thế lực thù địch. Do đó, cần đổi mới cách tiếp cận giáo dục lịch sử để tạo sức hút đối với giới trẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc cung cấp thông tin, giáo dục cần khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tế như tham quan các di tích lịch sử, những chuyến đi thực tế đến chiến trường xưa. Bảo tàng cách mạng sẽ giúp học sinh cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha ông. Truyền tải lịch sử qua các hình thức sáng tạo, tổ chức cuộc thi viết, làm phim ngắn hoặc dựng kịch lịch sử. Những hoạt động này không chỉ làm sống dậy những bài học lịch sử mà còn tạo môi trường để giới trẻ tự khám phá và đánh giá. Tư duy phản biện trong lịch sử, học sinh cần được trang bị kỹ năng phân tích và đặt câu hỏi, từ đó nhận diện thông tin giả, bóp méo sự thật từ các nguồn không đáng tin cậy. Giải pháp thứ hai, xây dựng nội dung truyền thông tích cực, lan tỏa tinh thần yêu nước. Với sức mạnh của mạng xã hội, truyền thông đóng vai trò quyết định trong việc định hướng nhận thức của cộng đồng. Do đó, cần đầu tư vào các nội dung mang thông điệp tích cực, dễ lan tỏa và tiếp cận rộng rãi. Tạo video ngắn hấp dẫn. Các kênh như YouTube, TikTok có thể được sử dụng để sản xuất các video ngắn kể về những câu chuyện lịch sử anh hùng, những thành tựu đất nước đã đạt được. Hình ảnh đẹp, âm nhạc phù hợp, thông điệp rõ ràng sẽ thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là giới trẻ. Làm mới cách kể chuyện lịch sử, thay vì chỉ kể theo kiểu Hàn Lâm, hãy thử tiếp cận qua các hình thức như hoạt hình, game hoặc truyện tranh. Những sản phẩm này vừa dễ tiếp cận, vừa tạo cảm giác gần gũi với khán giả. Hợp tác với người nổi tiếng, những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng có thể trở thành đại sứ truyền thông để lan tỏa tinh thần yêu nước qua các bài viết, video hoặc sự kiện trực tiếp. Giải pháp thứ ba, nâng cao nhận thức cộng đồng về sự nguy hiểm của tư tưởng chống cộng. Mỗi người dân cần ý thức rằng tư tưởng chống cộng không chỉ là một vấn đề ý thức hệ mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định và phát triển đất nước. Điều này cần sự chung tay của cả cộng đồng. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, các buổi nói chuyện về lịch sử và ý nghĩa của đoàn kết dân tộc nên được tổ chức thường xuyên tại các trường học, cơ quan và cộng đồng dân cư để phổ biến thông tin chính xác. Xây dựng các diễn đàn trao đổi trực tuyến, các trang web và diễn đàn xã hội cần trở thành nơi để người dân chia sẻ thông tin, bày tỏ ý kiến, đồng thời được kiểm chứng thông tin từ các chuyên gia. Đưa thông tin vào đời sống thường nhật, các chương trình phát thanh, truyền hình hoặc nội dung trên báo chí cần nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc, đồng thời phản bác các luận điểm xuyên tạc một cách kịp thời. Ba giải pháp trên là những hướng đi cụ thể và thiết thực để bảo vệ tư tưởng dân tộc trước những nguy cơ từ tư tưởng chống cộng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn cần sự tham gia của tất cả chúng ta. Hãy cùng góp ý để hoàn thiện và cùng hành động để giữ gìn những giá trị quý giá của dân tộc Việt Nam nhé! Các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật đôi khi bị che lấp bởi những tiếng ồn ào của thông tin sai lệch. Nhưng dù cho thế giới có thay đổi như thế nào, lịch sử dân tộc vẫn là kim chỉ nam, là sức mạnh để mỗi người Việt Nam bước tiếp. Hãy cùng Sử Việt AZ lan tỏa sự thật, bảo vệ giá trị cốt lõi của dân tộc. Đừng để những tư tưởng sai lệch làm phai nhòa niềm tin và lòng tự hào dân tộc của chúng ta. Hãy nhấn like yêu thích video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc và ý nghĩa.
chia sẻ video này để cùng nhau bảo vệ lịch sử, bảo vệ niềm tin và xây dựng một Việt Nam vững mạnh hơn bao giờ hết. Sử Việt AZ, nơi lịch sử không chỉ được kể, mà còn được sống trong trái tim người Việt.